ăn kẹo thì ít nhưng mà bánh trái với lại các đồ xin nhiều. Cái con Thủy nữa cũng mặc đồ luôn. Nó thơm ấy. Nó chủ bình trong điện thoại nó mang về. Đúng con nè. Nó đục ra nó uống nó để nè. Nó gì vậy? Bia hay gì vậy? Red Bull, nước ngọt.